Hướng dẫn cách lắp bình xe máy điện Xmen tại nhà anh em nhé. Trong trường hợp anh em bình ắc quy bị hỏng thì xem video này anh em có thể tự mua bình ắc quy về lắp tận nhà anh em nhé. Thì đối với dòng xe máy điện Xmen hiện tại trên thị trường ấy thì chạy 5 bình ắc quy anh em nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5. Đó. Và cái nguyên lý của lắp bình ắc quy xe máy điện cũng như xe đạp điện thì nguyên lý của nó chung giống nhau là mắc nối tiếp, có nghĩa là nối từ cực âm sang cực dương và từ dương lại sang âm. Đó, và một đầu vào và đầu ra. Đấy. Thì bây giờ nhưng mà anh em xem đây thì kỹ thuật bên Nhật để lắp được cũng sắp hoàn thiện rồi. Còn cái dây cuối cùng đây nữa là dây dương, dây ra ngoài đó là ok. Đầu tiên thì anh em nhớ là xếp nhá. Anh em xếp ắc quy này. Đối dòng anh em xếp ắc quy này cho mình này. Bây giờ ắc quy nó có một đầu âm đầu xanh đúng không anh em? Dương là màu đỏ đúng không? Đấy, anh em cứ xếp xong le cho mình nhá. Đấy, cục này ở âm đây này thì đến cục dương. Đấy. Cục thứ hai và đến âm thứ ba, đến dương thứ tư và âm thứ năm là cuối cùng. Và trong cái chiếc xe của anh em ấy thì nó sẽ có hai dây, một dây âm và một dây dương là dây ra. Đấy, từ từ. Đấy, anh em nhé, âm đầu tiên anh em bắt đây này, âm này. Đấy, xong rồi dương đến âm của bình thứ hai. Đấy, dương bình thứ hai đến âm bình thứ ba, và dương của bình thứ ba đến âm bình thứ tư, và dương bình thứ tư đến âm bình thứ năm, cuối cùng là dây dương ra. Ok, chúc anh em thao tác thành công nhé.